Hello, Đức xin chào tất cả mọi người nha. Sáng em có quay mấy con xe, anh em quay chi tiết từ con nha. Con này là Custom đèn vuông đời 2006 ha, 90cc. Cái đời từ 2002 trở đi nó chỉ có 50 với 90 thôi, nó hết 70 nha mọi người. 70 là từ 2001 là hết rồi. Con này là Oreo là 5000 cây chuẩn luôn nha. Em có hình đấu giá bên Nhật về luôn. Cái này là mua từ con á, nhà sơn siêu zin 100% ha, hai chìa nè, trùng mã luôn nha, B46, sơn siêu zin 100% luôn, xe này zin tất cả ha. Cái này là cái bao tay bên Nhật ha, bao tay đồ chơi, để sao để như vậy, nhưng mà được cái là cái bao này tay này á, cầm nắm nó chắc, nó cảm giác nó thoải mái lắm mọi người, nó dẻo nè mọi người xem. Cho nên em thấy nó êm á, đồ chơi nha, nó giá trị hơn cái bô tê viên luôn. Cho nên là em không có để, không cần phải thay luôn, để nó đẹp luôn. Cầm kiết chữ nghĩa đầy đủ nè. Rồi, nút này kia đầy đủ luôn nè. Càng này dấu hiệu là như giống như là chưa bấm luôn nha mọi người, chưa có bị trầy ngay khúc này. Đó, chữ đầy đủ luôn, đẹp luôn. Bên đây cũng vậy. Nút đề này chưa có bị chạy luôn nè. Chưa có bị chạy luôn nha. Cụm kiết chữ nghĩa đầy đủ. Cụm này còn keo dữ lắm. Nhan zin ha. Nhan zin, chó đèn sáng nha. Nếu mà cái chó đèn mà xài nhiều là nó sẽ ngã ra màu vàng nha mọi người. Này còn trắng lắm. Custom đời 2006. 2006 đây tháng 6 năm 2006 ha. Đời cao của nó là niền DAD. Rồi, sơn xi zin 100%, sơn zin, máy zin. Nước sơn con xe này là bảo đảm là zin 100% luôn nha mọi người, không có dặm tuốt chỗ nào hết. Đó, máy zin đầu bò sáng đẹp, ron cờ còn cao nè. Đây. Ron cờ rất là đẹp nha. Rồi, máy zin lốc zin nè. Lốc này zin 100% luôn nha. Không có dặm tốt, có bị oxy hóa phía trên này một xíu, không đáng kể nha mọi người. Lấy khăn thu lia ra cốp zin, thường là sẽ nhầm ngay chỗ này nhưng mà chỗ này nó không bị luôn nha, rất là đẹp, vẫn đẹp luôn nè mọi người, vẫn đẹp nè. Cánh chim nè, tem tiết chữ nghĩa còn đầy đủ nè, full chức năng luôn nha. Đó, gấp bột sơn này zin 100% luôn nè. Nè bởi sao nó có nhầm một hai chỗ nè, không đáng kể nha. Ốc tán zin mọi người, cho xem cái chân phuộc nè, chân phuộc giống như là chân phuộc mới đập hộp luôn á, có ten ten với chân này xíu nhưng mà ở trên này đẹp nè. Cái ống phuộc nè không có mè luôn. Con xe này cái máy đi rất là êm nha, con cúp 125 chạy không bằng con này luôn, bảo đảm nha. Con 90, con này 90 nhưng mà cúp 125 chạy không qua con này luôn. Xi nhan zin nè. Nè, tháng 6 năm 2006 DOD DOT chứ này DAD. Nó niền đi đi. Tem tiết chữ nghĩa đầy đủ, kể cả gác chân nó cũng đẹp luôn. Đó, đẹp toàn bộ ha. Cánh bẩn đầy đủ nè. Mở cái nắp xăng ra là thấy tới công chuyện luôn. Rất là đẹp nha. Sơn xi đẹp. Cái này cái hơi xăng lên nó có vàng vàng ngay dòng này ha. Đây là nước sơn zin 100% nha mọi người. Khóa nón, khóa cổ, khóa ba ga gì. Cái này nó có nhâm một hai chỗ như đây xíu, nhưng mà kiểu như là nó không có bị chạy luôn á mọi người. Cái nước nhám nó còn nè, sọc sọc ngang nè ha. Hầu như là chưa có chở đồ chở ngay luôn. Cái nhựa này còn rất là đen nè. Đèn đích đẹp, đẹp. Đó. Quay một vòng bên đó rồi quay qua bên đây ha. Có kính rổ ba ga đầy đủ cho mọi người, mặt nạ rất đẹp nè. Đó, chân cẳng đầy đủ ha. Lốc zin nè, không có dặm tuốt, đây có chạy chỉ theo năm tháng chút xíu chỗ này. Đó, tem zin, chạy cái nắp xả nhớt này còn sáng rất là sáng đẹp ha. Rồi, lốc zin 100% không bắn dặm, gai càng thắng rất là đẹp. Đó, nói chung là hoang mang ok. Bô zin
đẹp, cái bô như cái ống ống inox luôn, như cái kiếm, cái kiếm Nhật Katina gì đó, tem zin, máy zin, lóc zin, tất cả zin 100%. Cái yên cũng đẹp lắm nha mọi người, yên muối còn cao, bọc lại cho nó giá trị. Rồi nổ máy sơ. Cái bô đời cao thì nó có cái dĩ nha, cái dĩ chống nóng ở chỗ này, bô đời thấp thì nó không có. Sao mà so sánh cái con này với con cúp 125, tại vì cúp 125 của Thái, con này của Nhật, mà con kia thì anh em chạy thì biết rồi, cái tình trạng nó hú hơn, hú hơn máy 125, chứ mà thật ra anh em chạy tầm 100 là rống cái máy dữ lắm rồi, không tới. Còn mấy con này em chạy, anh em chạy 80-90 đâu khác biệt gì đâu, nhưng mà đặc biệt là đâu bao giờ mà mình dùng hết cái công sức của nó đâu, chạy tầm 450 đó, 450 là quá nhiều rồi. Rồi con 82, con này kêu bằng custom á, mặt đồng hồ còn đẹp nè, kim chỉ chữ nghĩa đầy đủ nè, 5.000 km, 5.200 km ha, nguyên zin nguyên bản 100%. Máy đi rất là nhẹ nha mọi người, có thể là không nghe tiếng máy luôn á, chỉ nghe tiếng bồ, tiếng gió thôi. Một con xe sưu tầm đi chuyên dụng hàng ngày cũng được. Anh em mà đi con này á, bao phần máy cho anh em thêm 10 năm nữa, cứ xăng nhớt đầy đủ là đi thôi. Máy đi rất là nhẹ, với lại cái dòng này á, nhỏ gọn, không bao giờ hư ha, kiểu như là không bao giờ mà hư vặt á. Không phải nhức đầu số mũi bệnh ung thư gì đâu, mấy con này đi cực kỳ bền. Cúp cái dòng xe thương hiệu bán chạy nhất trên thế giới luôn nha. Máy đi rất là sướng, đúng chuẩn 5.000 km luôn. Mọi người quan tâm cái dòng này thì cứ liên hệ em nha. Số điện thoại em để cho màn hình là cộng 855-978-68-5678. Anh em quan tâm cái dòng này thì cứ ới em hỗ trợ ship toàn quốc, giấy tờ thì anh em tự lo. Anh em hỏi giấy thoải mái, hỏi giá thoải mái, vui lòng không hỏi giấy ha. Em chỉ có cái xe thôi. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo.